đời con Chúa ơi sao quá mòn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như mẹ giữa lòng đời, sai con đi làm mùi đất, làm mùi đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nửa trời, phút thanh huyền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu, đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào, đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nửa trời, phút thanh huyền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Con xin kính mời quý cha, kính mời quý công đoàn an toàn. Trọng kính quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý thầy, quý vị trong ban chính chương, ban hành giáo các hội đoàn trong nhà xứ, kính thưa quý khách và quý cộng đoàn. Thật là hồng ân lớn lao Chúa đã ban tặng cho giáo xứ Đồng Bình chúng con giữa muôn vàn khó khăn và thử thách của từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Đặc biệt sau biến cố 1954, chỉ còn lại rất ít gia đình ở lại quê hương kiên cường giữ vững đức tin và thông truyền đức tin ấy cho con cháu. Nhờ vào sự nhiệt thành sống đạo và sốt sắng nguyện cầu, cộng đoàn giáo xứ đã trở nên mảnh đất màu mỡ và ươm mầm cho đời sống dân hiến chỗ sinh. Từ năm 2000 trở lại đây, giáo xứ chúng con đã hân hoan đón nhận những tin mừng những người con quê hương đã trở thành linh mục tham gia vào cánh đồng truyền giáo trong và ngoài giáo phận. Và đến hôm nay, nữ tu Maria Vũ Thị Danh sau 16 năm học tập và rèn luyện, ngày 22 tháng 8 vừa qua đã khấn hứa dâng trọn đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội và tha nhân. Vì vậy hôm nay quý khách và quý cộng đoàn hiệp cùng với quý cha dâng thánh lễ đại bằng tạ tình thương của Thiên Chúa đã luôn tuôn đổ cho quê hương, cho giáo xứ nói chung và cho gia đình và nữ tu nói riêng. Và thánh lễ hôm nay cũng là dịp để tri ân các bậc tiền nhân trong giáo xứ đã can đảm đón nhận đức tin và thông truyền đức tin qua từng thế hệ, ưa mầm và chăm sóc cho ơn gọi dâng hiến của nữ tu được trưởng thành. Thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng là dịp để tri ân các đấng các bậc đã dày công hướng dẫn, dạy dỗ để nữ tu được trưởng thành. Thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng là dịp để tri ân biết bao tấm lòng quảng đại đã, đang và còn tiếp tục nâng đỡ ơn gọi của nữ tu trên mọi phương diện để nữ tu có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn. Trong tâm tình phấn khởi và tạ ơn hôm nay, chúng con vui mừng chào đón và giới thiệu cha Giuse Phạm Văn Thiên, chính xứ Ngọc Đồng, kiêm quản hạt đại diện đến giáo mục miền Hưng Yên; cha Giuse Đỗ Trọng Huy, cha chính xứ Bóng Phan; cha Giuse Nguyễn Văn Thắng, cha chính xứ Tiên Chu; cha Phaolô Đỗ Văn Thiện Thêm, phó xứ Tiên Chu. Xin cộng đoàn chúng ta dành một tràng pháo tay thật dài để chào đón khách hàng. Hiệp dương thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Cao Đỉnh, cha nghĩa phụ chính xứ Sông Bồ, cha Phaolô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, cha quê hương giám đốc đại chúng viện, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phòng, cha thân nhân chính xứ Nhân Nghĩa. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón khách hàng. Và đặc biệt hiện diện trong thánh lễ hôm nay có cha xứ Anton kính yêu của giáo xứ chúng ta. Trong những ngày qua ngài đã rất vất vả để lo liệu thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón ngài. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của sơ Maria Lê Thị Hương, đại diện hạt dòng thánh Phaolô. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón ngài. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay còn có sự tham dự của quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, quý ban chánh chương, ban hành giáo và các hội đoàn nhà xứ. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón quý vị. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của quý khách, quý thân nhân và quý cộng đoàn giáo xứ. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón. Và giờ đây con xin kính mời quý cha tiếp tục bước vào thánh lễ. Oh,
quý cô ông bà và anh chị em, các em thiếu nhi thân mến, tình thương và lòng nhân hậu của Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời, đó chính là tâm nguyện cho đời dâng hiến của sơ Maria Vũ Thị Danh, mà mới sáng hôm thứ Tư 22 tháng 8, sơ đã cùng với 5 chị em tại miền đường của nhà dòng trên Hà Nội đã chính thức được viên khấn trọn đời thuộc về Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ cho dân Chúa. Ngày hôm nay sẽ trở về với quê hương để cùng với cộng đoàn quê hương và những người thân thuộc dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa để tri ân các đấng các bậc tổ tiên, quý cụ ông bà và anh chị em quê hương. Nhờ phúc ấm của tổ tiên, nhờ sự hướng dẫn và lời cầu nguyện của các đấng các bậc, nhờ lời chỉ bảo của quý ông bà cha mẹ và lời cầu nguyện của cộng đoàn quê hương, sơ đã được Thiên Chúa thoái thương tuyển chọn. Vì thế giờ đây chúng ta cùng với sơ dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu nguyện tri ân. Xin Chúa thoái thương giúp cho sơ ngày càng cảm nhận rõ hơn tình thương và lòng nhân hậu của Chúa luôn ấp ủ hướng dẫn nâng đỡ suốt cả cuộc đời, để rồi loan truyền chia sẻ tình thương và lòng nhân hậu ấy cho tất cả những người mà mình được cử đến để phục vụ trong yêu thương. Là con người, chúng ta không thể tránh được những thiếu sót trong đời sống với Chúa và với anh chị em. Vì thế giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu thánh lễ với tâm tình sám hối. Xin Thiên Chúa xót thương thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và Thank you.
danh Thiên Chúa trên cao tầng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa, ngã thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thiên giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở lên tinh tuyển thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ơn sủng dạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta. Trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử, nhà máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được cứu tha tội lỗi. Theo lượng ân sủng rất phong phú của Người, ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây là cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi lại khen vinh quang Người trong Đức Kitô cả anh em nữa. Anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ân Thánh Thần. Đấng Thiên Chúa đã hứa, Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đáy thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi giữa phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa đưa tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban cù đầy dư, Người giàu có lại đuổi về thay trăng. Chúa độ chỉ cha em tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hỡi khen Chúa. Không biết ai sống nhà cho cha xứ năm nay mà giáo xứ quê hương Đồng Bình chúng ta có nhiều tin vui và nhiều cổ hơn thế. Con và hai cha quê hương Đa Minh và Văn Tụ và Đa Minh Nguyễn Hải Phòng vừa vào dự lễ phấn đầu của sơ cháu Maria Phạm Thị Hạnh tại huyện Đường, tỉnh Dòng, Thánh Phaolô, Sài Gòn. Tháng thứ hai, ngày 6 tháng 8, trước lễ văn thầy của giáo xứ chúng ta hai hội. Sáng thứ tư ngày 22 vừa qua, thì con và cha xứ cùng gia đình được tham dự lễ phấn chọn rất long trọng của sơ Maria Nguyễn Thị Danh tại nhà nguyện của tỉnh Dòng, Thánh Phaolô, Hà Nội. Thật là hồng ân đối tiếp hồng ân, hồng ân tiên phấn và hồng ân tiên phấn trong cùng một hội dòng, không chỉ cho hai người con quê hương, cho hai gia đình, hai gia tộc, mà còn cho cả giáo xứ thân yêu quê hương của chúng ta. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, chính vì ý thức được hồng ân cứu khấn thật lớn lao trong cuộc đời dân hiến, nên hôm nay được phép của bề trên hội dòng và sự ưu ái của cha xứ, sơ Maria Vũ Thị Xanh đã về dâng lễ tạ ơn tại thánh đường quê hương trong điểm thân la đón chào của cha xứ, của gia đình tinh tâm huyết tộc cùng toàn thể cộng lại. Thật là vinh dự cho con được cha xứ và sơ mời ưu ái chia sẻ trong thánh lễ đặc biệt này. Không biết nói gì bởi vì có rất nhiều tâm tình của sơ cũng như là của gia đình, gia tộc, của quê hương trong những ngày này. Không biết chọn bài tiết mục nào, vì con hỏi sơ chọn bài tiết mục nào thì sơ nói là cha chọn cho con bài nào cũng được. Thế là con chọn bài tiết mục chúng ta vừa nghe. Con nghĩ rằng tâm tình của sơ quê hương, của gia đình linh tông và huyết tộc của chúng con trong thanh lễ tạ không long lanh cũng giống như tâm tình thân hoan vui sướng của mẹ Maria trong bài ca Magnificat năm xưa. Gia đình chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho sơ Maria, cho gia đình gia tộc, cho giáo xứ quê hương chúng con những điều trọng đại. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Luca thuật lại bài ngợi khen Chúa và đức trinh nữ Maria đã cất lên sau khi được bà chị họ Elizabeth khen tặng là người có phúc. Bài ca tạ ơn của đức Maria được gọi là bài Magnificat theo những chữ đầu tiên của bài ca này trong tiếng Latin. Mẹ ca ngợi Thiên Chúa vì mặc dù mẹ là con người yếu đuối mỏng giòn, nhưng Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu với mẹ để kiện toàn lời hứa ban ơn cứu độ. Bài ca tạ ơn và ngợi khen Chúa của mẹ Maria cũng là bài ca tạ ơn của giáo hội dâng lên Thiên Chúa qua bài thánh ca tin mừng trong các giờ kinh chiều hàng ngày. Những gì Chúa đã cho xảy ra với mẹ, dù mẹ không hiểu, dù gây cho mẹ nhiều khổ đau, nhưng mẹ vẫn không than trách, không buồn phiền, không tuyệt vọng. Trái lại, mẹ luôn dâng lời cảm tạ và tri ân Chúa và nhận đó là việc trọng đại Chúa đã làm. Mẹ đã đón nhận tất cả như là một quà tặng, như một ân ban của Chúa từ khi nhận lời sứ thần truyền tin cho đến khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Đã tin mừng chúng ta vừa nghe, bà Elizabeth đã nhìn mẹ Maria như một người được đầy ơn phúc, được vinh dự làm mẹ Thiên Chúa. Trong khi đó, mẹ Maria đón nhận lời chào của bà Elizabeth và giải thích dưới cái nhìn của ân sủng. Trong lời đáp từ của mẹ là một lời ca tạ ơn. Chúng ta thấy những câu sau: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ thì hèn mọn, người gái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người tập chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Mẹ vui lòng đón nhận vinh dự mà Chúa đã dành cho mẹ, nhưng mẹ không coi đó là một công trạng hay vinh dự riêng cho mình. Mẹ đặt mình trong lòng lịch sử để được chúc phúc của cả dân tộc Chúa đã yêu thương tuyển chọn. Và mẹ cho thấy rằng mẹ đã được đón nhận kết quả lời hứa mà Thiên Chúa đã dành cho tổ phụ Abraham. Chính vì ban ơn cứu rỗi cho dân Israel và nhân loại mà mẹ đã được cứu mang con Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý toàn thể anh chị em, tâm tình hớn hở mừng vui và lời cảm tạ thiên Chúa của cô thôn nữ Kim Hà Maria trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe có lẽ cũng chính là tâm tình của người con quê hương Sơ Maria đang hiện diện giữa cộng đoàn, là người đặc biệt nhất trong thánh lễ hôm nay. Sơ quê hương muốn ca khen tình thương của Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên thơ trong những năm tháng qua như tâm nguyện tình thương và ân phục của Chúa ấp ủ sơ suốt cả cuộc đời. Được vinh dự làm người dưới bàn tay chăm sóc đầy tình yêu thương của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình. Được sinh ra trong một dòng tộc, hội cũng như ngoại có những người thân không say dẫn thân làm việc trong đồ, làm linh mục của Chúa. Được làm con cái Chúa nơi một giáo xứ quê hương, từ sự bao bọc chở che của cộng đoàn đức tin sống động với những truyền thống đạo đức tốt đẹp từ lâu đời. Và hơn nữa được diễn thúc đàm với đức tư dòng thánh Phaolô Sao, một hội dòng quốc tế có bề dày truyền giáo, một hội dòng có linh đạo rất vững chắc lấy Chúa Kitô làm trung tâm, là nguồn mạch sự sống và là lý do hiện hữu của đời mình. Linh đạo quy ghi tơ của hội dòng được sống trong sự trọn vẹn của mầu nhiệm phục sinh theo gương của thánh Phaolô quan thầy của hội dòng, được tạo sinh ra trong một được gia nhập một hội dòng đã hiện diện khá lâu từ hơn 150 năm nay tại Việt Nam chúng ta, một hội dòng lớn có tới 4 tình dòng hiện diện khắp ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam với hơn 1.000 nữ tu. Sư quê hương được Chúa thương cách đặc biệt là được huấn luyện trong một môi trường rất tốt ở tỉnh dòng Đà Nẵng thuộc miền Trung, lại được học tại học viện của hội dòng tại Sài Gòn. Và lễ khấn chọn ngày 22 vừa qua, sư quê hương được làm vinh dự thành viên chính thức của tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội, đã, đang và sẽ phục vụ tại các cộng đoàn của tỉnh dòng trong 6 tỉnh Hà Nội. Thật là một vinh dự và một ơn trọng đại mà Chúa đã không ngừng tuyên đổ trên cuộc đời của dân. Tất cả là hồng ân. Chính vì thế mà sư quê hương muốn mặc lấy tâm tình của mẹ Maria cảm tạ chiên Chúa, chiên quý cha, chiên giáo xứ quê hương, chiên bố mẹ, gia đình linh tông huyết tộc và chiên hội dòng trong thánh lễ đặc biệt hôm nay. Tình yêu phải đáp trả bằng tình yêu, ân tình phải đền đáp bằng ân tình. Thế nhưng nợ tiền đem trả thì vơi, nợ tình đem trả ai ơi cả vậy. Vì thế không thể lấy gì mà đền đáp cho cân xứng với những muôn vàn ân huệ mà Chúa qua mọi người đã dành cho sư quê hương. Chính vì thế mà sư Maria muốn cộng đoàn hợp ý cảm tạ thiên Chúa. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện thật nhiều hơn cho sư để biết đền đáp cho cân xứng những hồng ân Chúa và mọi người đã dành cho mình. Đền đáp bằng cách nào đây? Thưa, bằng cách sống đúng theo linh đạo và ơn gọi của một người nữ tu dòng thánh Thanh Côn Đờ Sả, nghĩa là biết lấy Chúa làm trung tâm, làm nguồn mạch, làm lý tưởng, làm lẽ sống và làm niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời mình. Nhưng để sống được như vậy giữa một xã hội có quá nhiều cám dỗ thử thách lôi kéo chúng ta xa Chúa, xa giáo huấn của xã hội, xa tinh thần linh đạo của hội dòng, giữa thế giới hôm nay thì không phải là dễ dàng. Chính vì thế
Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện thật nhiều và tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa cho sư Quỳnh Hương để có sự khôn ngoan thánh thiện, can đảm nghị lực để vững vàng tương giữ ba lời khuyên phúc âm, vâng lời khó nghèo và khiết tịnh trong niềm tin cậy và yêu mến Chúa, yêu mến hồn dòng, yêu mến các linh hồn và mỗi ngày một thắm thiết hơn. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều cho tất cả các đấng sắc vật đã hy sinh làm việc phục vụ tại giáo xứ chúng ta. Chúng con cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho anh em chúng con là những người con quê hương đã được Chúa điều trọng và làm việc trên cánh đồng truyền giáo có đầy những khó khăn thử thách ngày hôm nay. Để kết thúc bài chia sẻ này, con xin cộng đoàn hợp ý với sư quê hương ca ban lời tạ ơn Thiên Chúa qua bài ca khúc tạ ơn của cố nhạc sĩ Thi Yên. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêm diễn nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một lời ở tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc âm tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những lỗi oan khuyên, Chúa đã quy nguyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngày thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình yêu Chúa, mãi muôn đời ca khen tình yêu Chúa. Trong đời con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Amen. Anh chị em thân mến, tình thương và lòng nhân ái của Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời, đó chính là tâm nguyện của nữ tu Maria. Cùng với nữ tu trong tâm tình cảm tạ tri ân Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin thiết tha. Lạy Chúa, Chúa đã hứa sẽ ở cùng hội thánh cho đến ngày tận thế. Xin Chúa thương gìn giữ các phẩm chất trong hội thánh, đặc biệt là những người đang hướng dẫn chúng con được đầy bác ái và khôn ngoan, luôn trung thành với ơn gọi và hân xe của cộng đoàn. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Cha, Cha đã tôn trào sự thánh hiền trong Chúa.
xin cho tất cả chúng con, nhất là Nữ Tu Maria mới được đón nhận hồng ân thánh hiến, hết lòng yêu mến gắn bó với Đức Kitô để trở nên men mũi và ánh sáng cho trần thế hôm nay, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúng con
Chúa ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng vào ở ánh sáng công nhân Chúa.
Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời ngày. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô tôn Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Yeah.
Và đây xin kính mời Đức Thu có đôi lời bày tỏ tâm ý.
tình của mình với quý cha, với nam nữ tu sĩ, quý khách và quý cộng đoàn. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ người ca ơn Ngài. Trọng kính cha chủ đế, quý cha đồng đế, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý hội đồng giáo xứ, quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay con thật hạnh phúc khi được đứng trong ngôi thánh đường cổ kính thân yêu này. Tại nơi đây, từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc này, đã khắc ghi cho con một ân huệ thật lớn lao. Ân huệ được làm con Chúa, và ân huệ đó lớn lên trong con từng ngày với sự gắn kết của từng khuôn mặt thân thương đang hiện diện nơi đây để cùng với con dâng lời tạ ơn Chúa đã thương cho con được trọn đời kết ước cùng Ngài. Để được đón nhận hậu ân cao quý này, trước hết con tạ ơn Chúa đã thương gọi và chọn con bằng tình yêu nhân không để con được thuộc trọn về Ngài. Con xin tri ân cha Chánh xứ An Tôn đã cầu nguyện, đã thương yêu tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con thật long trọng và sốt sắng. Mặc dù con có rất ít thời giờ về quê nhà, nhưng con cũng được thụ huấn nơi cha qua các bài giảng và gương sáng trong đời sống, và đó là những động lực giúp con hăng say tiến bước. Con xin được tri ân cha cố Giuse đã nâng đỡ con trong những bước đầu của đời tu. Con xin tri ân cha nghĩa phụ Giuse, cũng là cha cậu của con, đã rất tế nhị, chu đáo, tận tình chỉ dạy cho con từng bài học nhân bản, tập luyện các nhân đức, và đặc biệt chính đời sống thánh thiện nơi cha đã truyền lửa yêu mến Chúa cho con. Cha đã luôn đồng hành với con trong những chặng đường khó khăn để con có được như ngày hôm nay. Bên cạnh Ngài còn có cha chú Đa Minh, cha linh tông Phêrô-sa-nem của con, cũng luôn cầu nguyện, quan tâm và hướng dẫn con. Con xin được tri ân quý cha đã đến dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay. Bằng cách này hay cách khác, quý cha cũng luôn là người thầy của con, dạy con trong đời sống mục vụ tông đồ, và những nét đẹp trong đời sống hiến dâng và phục vụ nơi quý cha luôn là bài học giúp con từng ngày hoàn thiện bản thân trong đời dâng hiến. Con xin được tri ân hội dòng Thánh Phaolô Thành Sát, là nơi con được sinh ra trong đời dâng hiến, và chính nơi đây con được đón nhận yêu thương, được dạy dỗ, và đời sống của hội dòng đã khắc ghi và đi vào máu huyết của con, và là gia đình thứ hai của con, nơi con rất yêu mến và tự hào. Con xin được tri ân ban chánh chương, ban hành giáo họ nhà xứ quê hương, tất cả các hội đoàn đã nhiệt thành cộng tác cùng cha xứ để thánh lễ tạ ơn cho con hôm nay được sốt sắng. Cách riêng, con xin cảm ơn hai thầy đã hy sinh tập hát cho ca đoàn để thánh lễ hôm nay được long trọng. Con xin kính cảm ơn quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, quý anh chị và từng thành viên trong đại gia đình giáo xứ đã thương yêu cầu nguyện cho con, đã gắn bó với con suốt thời thơ ấu. Từng con người, từng lời nói, từng hành động, từng gương sáng của quý vị đã để lại dấu ấn trong con và góp phần làm cho con có được ơn gọi như ngày hôm nay. Một cách đặc biệt, con xin được tri ân bố mẹ của con. Bố mẹ đã sinh thành ra con, yêu thương con, dạy con từng lời ăn tiếng nói, vất
nuôi con ăn học cách riêng, đã cho con hợp ân đức tin ngày con đã nhận bí tích rửa tội và nuôi lớn đức tin cho con, để ngày hôm nay con có đức tin trưởng thành để dám phó thác đời con trong tình yêu của Chúa. Con cũng xin tri ân những người dù không hiện diện ở nơi đây nhưng cách này hay cách khác đã nâng đỡ con trong đời dâng hiến. Con xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và con xin phó thác tất cả trong tình yêu của Chúa quan phòng. Xin Chúa luôn che chở, gìn giữ để quý vị luôn sống hạnh phúc và bình an trong tình yêu của Chúa. Con kính xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong đời dâng hiến để cho con được trung tín với Chúa trong suốt đời con. Một lần nữa, con xin được tri ân cha xứ, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố và toàn thể cộng đoàn. Lễ xong, con xin trân trọng kính mời cha xứ, quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý hội đồng giáo xứ, quý hội đoàn và tất cả cộng đoàn cùng lưu lại chia sẻ niềm vui với gia đình con trong bữa cơm thân mật. Một lần nữa, con xin chân thành cảm tạ và tri ân. Kính thưa quý cha và cùng với nữ tu Maria, chúng ta vừa dâng kính lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân cũng như những ân nhân và thân nhân của nữ tu. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho nữ tu như lời nữ tu mong muốn, để nữ tu sẽ suốt đời trung tín với lời ban hứa với Chúa, nhất là xin cho nữ tu thực sự cảm nghiệm ngày càng sâu sắc và phong phú hơn tình thương và lòng nhân hậu của Chúa trong chính cuộc đời từng bước đường dâng hiến của mình. Và nhờ thế mà nữ tu có thể mang chính cái niềm vui, cái hạnh phúc cảm nhận đó để chia sẻ cho những người khác, những người mà nữ tu được sai đến để yêu thương và phục vụ. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý cô và anh chị em, giờ đây tôi xin được mở lời kính đặc biệt với các em thiếu nhi. Các em thấy hôm nay có vui không? Có vui không? Các em có biết hôm nay ai là người vui nhất không? Ai là người vui nhất? Hả? À? Và người vui nhất hôm nay là Sơ, là Nữ Tu Maria Vũ Thị Thanh. Và người vui cùng với Nữ Tu vui thứ nhì có thể gọi là như vậy là ai? Vâng, là ông cố và cố. Tôi muốn nhấn mạnh về người đó. Và một điều rất đặc biệt mà hôm nay tôi xin được nói lại một lần nữa, đó là Nữ Tu Maria Vũ Thị Thanh là nữ tu tin khởi của cộng đoàn Đồng Bình chúng ta đấy ạ. Là nữ tu đầu tiên khấn trọn đời cho Thiên Chúa là tin khởi cả cộng đoàn Đồng Bình chúng ta. Các cha thì chúng ta biết là có bốn cha quê hương. Cha Phêrô Salem thì cũng là cha quê hương bởi vì quê ngoại. Mẹ của cha là người Đồng Bình cho nên là bốn cha quê hương. Nhưng nữ tu thì nữ tu Maria là nữ tu đầu tiên dẫn trọn đời. Chúng ta còn hai nữ tu nữa, một điều cũng khá đặc biệt là còn hai nữ tu nữa cũng dâng hiến theo linh đạo của dòng Thánh Phaolô Thánh Sát. Hai nữ tu Danh và nữ tu Ngọc thì nữ tu Ngọc mới khấn lần đầu năm ngoái cũng tỉnh dòng Hà Nội. Còn nữ tu Hạnh thì như cha Dĩnh vừa nói là cũng mới
6 tháng 8 vừa rồi thì viên thính lần đầu tại tỉnh Rồng, Sài Gòn. Nhưng mà đặc biệt đối với các em thiếu nhi và các bạn trẻ nữa, tôi muốn nói rằng niềm vui lớn lao nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay là nữ tu Maria và cùng với bà cố. Và tôi cũng mong muốn rằng có nhiều bậc cha mẹ cũng mong muốn khao khát có được niềm vui của ông bà cố, nghĩa là đồng yên cầu nguyện và khơi dậy ơn gọi cho con em của mình. Và tôi cũng mong muốn các em thiếu nhi và các bạn trẻ cũng mong muốn, cũng khao khát được cảm nghiệm cái niềm vui của nữ tu hôm nay, để cộng đoàn dân Chúa quê hương đồng mình chúng ta không dừng lại ở đây, mà sẽ ngày càng nhiều hơn những em thiếu nhi, những bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa để nói đúng theo kiểu của các cụ là dâng mình cho Chúa trong đời tu trì, để phụng sự Chúa và phục vụ cho mọi người. Bởi vì khi có một người con của cộng đoàn chúng ta dâng mình cho Chúa như vậy, thì không chỉ là niềm vui lớn lao của chính bản thân người đó, của cha mẹ, của họ hàng, và đó cũng là niềm vui, niềm tự hào cho cộng đoàn chúng ta nữa. Vì thế xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, và xin các gia đình chúng ta cầu nguyện và khơi dậy nuôi dưỡng ơn gọi cho con em của mình, để cộng đoàn chúng ta ngày càng có nhiều người hơn dâng mình cho Chúa. Xin chân thành cảm ơn. Và cho hỏi các em thiếu nhi, các em có đồng ý với điều đó không? Có đồng ý để cho cha mẹ mời gọi, khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi, và giáo xứ nuôi dưỡng ơn gọi cho các em không? Có đồng ý không? Ê, có đồng ý không? Có đồng ý không? Rồi đấy, điều mà các cha nghe đấy, các cha nghe, các cha thấy đấy, các em thiếu nhi nói nhỏ quá, rụt rè quá, không mạnh dạn dấn thân, đúng không? Không mạnh dạn dấn thân rồi, xin các cha cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta. Rồi xin mời cộng đoàn chúng ta đứng. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ta ông ban cha.
Chúa trời.